không có wifi quay chơi. Chúng ta sẽ quay video vlog cho các bạn coi. Hôm nay là hai cha con đi rước mẹ từ xì phố về. Bây giờ là cũng là 6 giờ mấy rồi. Trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Ở đây là nhà chờ của bến xe ngay chỗ ngã tư Vũng Tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn bến xe Đồng Nai. Hiện tại là đang trời hoàng hôn nha các bạn. Trong đây bãi xe này cũng nhỏ lắm, không có lớn. Ông mặt trời gần chuẩn bị đi ngủ rồi. Hôm nay thì trời mát mẻ, không mưa. Trời quang mây tạnh. Đi xe thì cũng ít, không có nhiều xe. Để bên đây là ngoài quốc lộ nè. Đây là đường quốc lộ 1A. Đây là cầu vượt chỗ ngã tư Vũng Tàu. Hướng này là chạy thẳng đi Hà Nội và có cái dòng xây là đi rẽ phải thì đi Vũng Tàu, còn hướng này lên xì phố. Biết xì phố là ở đâu không? Hướng này là đi xì phố nè các bạn. Ủa cái đi thẳng Hòa Tư luôn à? Thì đi thẳng ngoài tới thành phố Hồ Chí Minh rồi, Sài Gòn. Ừ là hướng này, hướng lên sau lưng đi nè. Ừ thẳng có một đường luôn lên cầu Sài Gòn rồi lên ngã tư Hàng Xanh rồi vô trung tâm thành phố. Lô vô mới lần đầu là vô lên là đầu tiên là thành phố Thủ Đức, hiểu không? Xong rồi quận Bình Thạnh. Hả? Sao quận Bình Thạnh? Rồi bắt đầu vô quận Bình Thạnh. Rồi xong rồi vô quận Bình Thạnh thì vô rẽ đi nhiều hướng, rồi vô quận Nhất nè, quận 3 nè. Rồi quận 5, quận 6 thì đi tùm lum hết. Qua bên quận Nhất thì qua quận 4, quận 7. Bây giờ bắt đầu cũng tối rồi nè. Bây giờ là 18 giờ 30 phút. Xe buýt của mẹ là đang chạy về tới chỗ đền thờ các vua Hùng ở thành phố Thủ Đức, gần chỗ công viên văn hóa Suối Tiên. Nhi biết chỗ Suối Tiên không? Dạ biết. Chỗ đó có cái gì? Dạ có Suối Tiên. Vậy thôi hả? Ở đây thì cũng một vài người chờ để đi xe buýt, đang đợi chờ xe buýt. Và mẹ là sắp tới rồi. Nói chung thì xe buýt cũng không nhanh, nhưng mà quan trọng rước khách nhiều hay không thôi. Sát bên đây vậy chừng 50 phút tới, cao lắm 15 phút mà. Đây là cái tòa nhà ở Sona De Gi nè. Nghe tòa nhà Sona De Gi nè. Cái chỗ này không phải bến xe mà gọi là nhà chờ xe thôi. Bến xe Tân Vạn nó nằm bên kia cầu Đồng Nai á. Qua cầu Đồng Nai á là cứ từ từ đây nè.
có xe chạy nè. Đây là ngay cổng. Cái này chỗ này không phải là bến xe mà gọi là nhà chờ xe thôi. Chắc nó thì bắt đầu xuống thì mẹ. Rồi để coi có mẹ về không mẹ. Cái giọng thôi cũng có mẹ kìa. Kia mẹ kia. Ừ. Mẹ chào mẹ.